BBN xin chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn về những tác phẩm bonsai tại triển lãm Long Biên, tại công viên Long Biên năm 2024. Thì tại đây đang diễn ra buổi triển lãm và cũng như là hôm nay là ngày 28 tháng 9 khai mạc sinh vật cảnh Long Biên. Thì được tập đoàn Triệu Điền cũng như là các nghệ nhân bonsai ở Long Biên đã đứng ra tổ chức và có mời những tác phẩm bonsai từ các nhà vườn đến đây để trưng bày. Thì giờ em sẽ đi lần lượt những tác phẩm bonsai tại đây để không bỏ lỡ những tác phẩm nào để gửi tới các bác yêu cây, anh em yêu cây toàn cả nước mà không đến tham quan được cũng như là giao lưu chia sẻ được, thì hãy xem trên kênh BBN và cảm nhận cũng như là đánh giá bình luận ở phía dưới về những tác phẩm bonsai tại triển lãm Long Biên lần này năm 2024 do tập đoàn Triệu Điền và cũng như là các nghệ nhân bonsai đã tạo lên. Một khuôn viên rất rộng quý vị nhá, để chào đón cũng như là trưng bày rất nhiều những tác phẩm đẳng cấp từ các nhà vườn được mang đến đây để trưng bày. Quá đẹp quý vị ạ. Bách niên giai lão, một tác phẩm giáng long. Quá tuyệt vời. Để có những tác phẩm cũng quá quen thuộc rồi và cũng có những tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc triển lãm Long Biên lần này. Và cũng có những tác phẩm vừa rồi đã được bay tại Festival Thủ đô 2024 tại đường đua F1, thì cũng đã di rời về đây để tham dự triển lãm Long Biên. Một siêu phẩm chuối quá khổng lồ, siêu to khổng lồ, quá đẹp quý vị ạ. Siêu phẩm chuối quá đẹp. Một siêu phẩm mồi này cũng đã xuất hiện. Siêu phẩm mồi đã xuất hiện ở Bắc Linh, triển lãm Bắc Linh. Em nhớ không nhầm thì phải. Siêu phẩm mồi quá đẹp, dáng bay. Tác phẩm Phượng Hoàng Lửa. Đấy, chủ nhân để em xem cái biển phía trong này. Phượng Hoàng Lửa. Đó, cái biển này quý vị nhá, có cả số điện thoại, bác nào thích thì có thể giao lưu. Tác phẩm ổi này mà có quả thì quá là đẹp luôn. Ôi, bonsai. Quá tuyệt vời, tác phẩm ổi. Dáng rất là bay nhá. Đẹp quá. Quá đẹp luôn. Cây rất già, cũng đã gai góc. Tiếc là không có quả đâu. Đây là một cây ổi găng. Siêu phẩm ổi. Trồng trên một cái chậu rất là to luôn. Quá đẹp quý vị ạ. Ổi bonsai. Đi một vòng cái tác phẩm ổi này không chê vào đâu được. Những siêu phẩm ổi. Một cây ruối bonsai. Có các anh em YouTube đang làm về triển lãm Long Biên này. Quá đẹp quý vị ạ. Một siêu phẩm ruối bonsai. Thì ở đây có, em phải nói là vô vàn, rất nhiều những tác phẩm đẹp để chờ đón mà chào đón quý vị đến đây tham quan cũng như là giao lưu và chia sẻ về triển lãm Long Biên năm 2024. Si. Có những siêu phẩm ruối gọi là cổ thụ. Quá đẹp quý vị ạ. Si. Xanh. Siêu phẩm. Đó là ngắm mãn nhãn quý nhá, mãn nhãn luôn, ngắm mãi không chán và đi mỏi chân để ngắm hết những tác phẩm bonsai tại đây. Quá nhiều luôn. Các bác nào thích có thể bình luận ở phía dưới chia sẻ để các bác yêu cây, anh em yêu cây mà biết đến cái triển lãm này có thể đến đây tham quan như là giao lưu chia sẻ về những tác phẩm bonsai từ các nhà vườn được mang đến đây trưng bày tại triển lãm Long Biên năm 2024 lần này. Quá đẹp quý vị ạ. Tác
tác phẩm xanh này em cũng đã quay rồi đây, có cái lưu cục đấy quý vị nhá, lưu cục này. Lưu cục đó, nhìn này, nhìn nó khác lạ luôn. Đây là một cái dạng bị bệnh. Quá đẹp. Một siêu phẩm ruồi. Để nói có những cái tác phẩm ruồi gọi là dùng siêu cẩu mới có thể cẩu mang đến triển lãm được. Quá đồ sộ luôn. Siêu khủng luôn. Quá đẹp quý vị ạ. Ruồi cổ thụ. Em phải đứng từ xa khoảng 5 mét mới có thể quay tổng thể của cây được. Thì các bác có thể nhận thấy được những tác phẩm này thì quá đồ sộ thế nào rồi. Siêu khổng lồ. Một siêu phẩm khác cũng không kém tác phẩm thiên địa kia. Còn những từ tiếp theo các bác hãy bình luận ở phía dưới nhá. Thiên địa gì nào, các bác hãy bình luận ở phía dưới. Không kém gì tác phẩm đó. Một siêu phẩm không kém tác phẩm thiên địa. Cũng siêu to khổng lồ đây. Quá khủng khiếp tác phẩm này. Quá đẹp quý vị ạ, rất già nhé. Đặc biệt là làm tiểu cảnh về cổng làng và những ngôi chùa, ngôi đình rất đẹp. Theo em đánh giá tác phẩm này độ tuổi thì cũng có khả năng không bằng tác phẩm thiên địa kia được, nhưng mà về độ tạo tác và trang trí cũng như là ký đá thì còn đẳng cấp hơn tác phẩm thiên địa kia rất nhiều. Cây rất già quý vị nhé, rất to. Bông tán này. Quá tuyệt vời luôn. Một siêu phẩm xanh quý vị ạ. Đó, ký vào cổng làng rất đẹp nhá. Đó, tác phẩm em nghĩ còn hơn cả tác phẩm thiên địa kìa. Đó, không kém gì. Mà còn tạo tiểu cảnh rất đẹp. Đây, cổng làng. Quá tuyệt vời. Đẹp quá quý vị, đó bên trong có gọi đây là một ngôi đình được tạo tác rất là tỉ mỉ, xin lỗi quý vị, rất là tỉ mỉ, quá tuyệt vời tiểu cảnh. Đây là một cây xanh giếng nước đầu đình, không phải là cây đa giếng nước đầu đình, nhưng mà độ khủng của nó thì không kém thiên địa, cũng phải dùng siêu cẩu mới có thể di chuyển được tác phẩm đến với triển lãm Long Biên, và cũng như là chủ nhân đã tạo tác cái tác phẩm này thì quá đẳng cấp. Tạo tác của nó hay đấy em, làm một ký đá này là ký công, tác phẩm mang tên Hồn Quê. Hồn Quê quá đẹp. Hôm nào lại ra chứ, ra triển lãm phố cổ. Không đi. Đi đây hơi xa. Ra đây là hơi xa. Ngày hôm nay có 3 cây. Xa, anh đi xa. Từ Đồng Mai ra đây là xa. Nhưng mà đi thì mình ngắm, mình học hỏi nhiều chứ. Mình giao lưu được 2 phết. Còn chỗ xa quá thôi, chịu. Đi, đi ngắm tiếp đấy. Siêu phẩm ruối. Em nhắc lại cái từ siêu phẩm này gọi là tên chung quý vị nhá, chứ chưa phải là một siêu phẩm thực thụ. Bên cạnh đó là có các bạn gì, các bạn tiếp thị cái gì đây? Siêu phẩm áo xanh. Siêu phẩm áo xanh. Cái mê này em đã quay cho quý vị các bạn rồi. Ở phía khu vườn tại khuôn viên của công viên Long Biên. Siêu me mà hôm trước các nghệ nhân đã cắt tỉa. Quá đẹp quý vị. Siêu me. Một cây me cổ thụ. Đó là 2-3 người ôm quý vị nhé. Đây em tiến lại gần này. So với bàn tay của em nó chỉ là hạt cát thôi. Đó. Siêu me. Cây này mà có quả thì quá đẹp quý vị ạ. Siêu me cổ thụ. Bên cạnh đó là những siêu phẩm áo xanh kia. Siêu phẩm áo xanh vừa em đã quay rồi. Siêu phẩm áo xanh. Và còn rất nhiều những tác phẩm phía sau này nữa.
thì đều là những tác phẩm gọi là em nghĩ là làm lên thôi, làm lên cho những tác phẩm bonsai khác. Tại vì những cây này đều là những cây từ các nhà vườn ở phía ngoài mang vào để trưng bày, để chủ yếu là thương mại. Đó. Đây quý vị nhé, những cây trúc sộp này, trúc sộp, hai cái tên đang tranh cãi, khai mạc, nhà vườn khánh mạc, vườn khai mạc. Em vẫn đi ra đằng sau để quay hết quý vị nhé. Siêu phẩm, thông, quá đẹp, thông thông. Hiện tại là các người chủ thầu đang hạ cái khung giảm xuống, tại vì mới khai mạc xong đang hạ xuống để lấy cái không gian cho những tác phẩm bonsai. Ở đây đều là những cây phôi thưa quý vị ạ. Ở đây là những cây phôi thôi, họ đang trưng bày để bày bán. Cũng như là cũng có những tác phẩm hoàn thiện rồi, rất đẹp ở phía sau. Và đặc biệt em có chú ý đến đây, cây này cũng đã xuất hiện tại Festival Thủ đô. Festival Thủ đô 2024. Siêu phẩm cuối khác nhưng mà đang bị che lấp bởi vì không giảm. Siêu phẩm cuối, rất nhiều siêu phẩm cuối quý vị nhé, toàn siêu to khổng lồ đây. Cổ phiếu cuối đang lên, phải nói là cổ phiếu cuối đang lên, mọi người đang thích chơi cuối rất nhiều, cổ phiếu cuối đang lên, quá đẹp quý vị. Tác phẩm siêu cuối, phải nói là siêu cuối. Nhưng em vẫn thích những cái siêu phẩm áo xanh hơn. Chơi gì thì chơi, chơi siêu phẩm áo xanh rất là đẹp nhất. Của tạo hóa. Một siêu phẩm ruối. Quá tuyệt vời, ôm đá. Phải nói là đi mỏi chân quý vị nhé. Đây để quay hết những tác phẩm bonsai tại đây. Đấy, ôm đá quý vị này, những tác phẩm ruồi ôm đá, da nó trắng tinh, quá tuyệt vời. Những hòn đá được găm vào đây, có khả năng là chủ nhân cũng đã tạo dựng, hoặc là có khả năng là thiên nhiên tạo dựng, như sắp xếp quý vị ạ, rất đẹp. Đây, những cái này em nghĩ là họ đã gài vào, gài vào, đục ra vào gài vào. Siêu phẩm ruối rất đẹp ấy. Tác phẩm ruối này mà trưng bày ở phía bên trong bonsai mini thì quá là đẹp. Rất tiếc là để phía bên này nó hơi trống, ít người đến đây có thể ngắm tác phẩm này được. Siêu phẩm khả năng bị lãng quên ở phía bên này. Đặc biệt một siêu phôi. Ôi, quá đẹp cái gì. Một siêu phôi ôi, không chê vào đâu được. Một siêu phẩm gọi là phôi ổi quý vị nhá, nhưng mà phải nói là đẳng cấp. Tác phẩm có tên là Dấu Ấn Rồng Thiêng, đang trong quá trình tạo tác. Phải nói như cái bộ lu cục này, không chê vào đâu được. Quá đẹp luôn. Tạo hóa của thiên nhiên đã mang tới như là nhập vai nhập thân vào cái tác phẩm ổi này, quá tuyệt vời. Và chủ nhân đã ký thêm đá vào đây, một hòn đá vào đây, nhưng để nói là cái lu cục u biếu thì quá nó khủng khiếp quý vị ạ. Một cây ổi này đây, đây có số điện thoại và tên tác phẩm quý vị nhé, cũng như là nhà vườn. Bình bonsai, một siêu phẩm ổi, quá đẹp luôn, không chê tác phẩm này được. Khi mà tác phẩm này có thể hoàn thiện được thì phải nói là giá trị của nó lên rất nhiều luôn, độ quái dị. Không kém gì tác phẩm kỳ lân hay là tác phẩm của Trung Quốc, quên mất tác phẩm này rồi.
quá đẹp quý vị ạ. Siêu phẩm ổi, quá tuyệt vời. Này, nhìn các hướng thì không chê vào đâu được, đủ các dáng, dáng bay, dáng hoành, có đủ hết quý vị nhá. Quá tuyệt vời. Tổng thể quá đẹp quý vị ạ. Có một cái tay họ làm rất là bay, gấp khúc rất đẹp. Quá tuyệt vời. Một siêu phẩm ổi. Và rồi, như vậy là em đã quay chi tiết toàn bộ rất nhiều những tác phẩm bonsai tại triển lãm Long Biên để gửi tới quý vị và các bạn xem. Và video này em xin kết thúc tại đây để chuyển qua một cuốn video tiếp theo để gửi tới tất cả các bác yêu cây trên toàn cả nước cũng như anh em mà đam mê bonsai không đến được với triển lãm Long Biên lần này tại công viên Long Biên, Hà Nội năm 2024. Thì các bác có thể xem trên màn ảnh nhỏ cũng như là đánh giá và bình luận những tác phẩm bonsai tại đây. BBN xin chân thành cảm ơn. Xin chào các bác nhá. Nếu các bác thấy hay hãy cho em một đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để ủng hộ em. Chào các bác.